Xin chào tất cả các cụ công các bà nhé. Nay đổi view khác, ôi giời, đổi từ hôm qua rồi. Đang ở dưới Vũng Tàu. À, ngồi ngoài đường livestream cho nó vui. Bây giờ công nghệ rồi, chơi thế nào cũng được, dễ mà. Nó đâu có ảnh hưởng gì đến tiếng ồn đâu. Rồi, anh em cứ vào đi chia sẻ video đi. Xong rồi ông nào muốn mua hàng, mua hàng hóa gì thì ấn vào trong giỏ hàng rồi mình cái nhá. Hello. Hello. Chào Vũ Sâu Mây nhá. Mời cà phê mọi người nhá. Cho người ta biết sân trường organ lại là... để làm cái gì? Phải đeo cái tai nghe này thấy không? Đâu có ai nghe được cái gì đâu. Thời gian khoe mẽ đã hết rồi, bây giờ là thời gian kiếm tiền. Nếu anh em nào mua cái gì ủng hộ thì vào trong giỏ hàng mua giùm mình cái, thế là vui rồi. Chứ mấy cái phù phiếm xa hoa bây giờ hết thời rồi. Dạ ba, 7 7 năm thầy ơi là sao? Đi vậy? Thôi thì dẹp đi, dẹp đi. Dẹp đi, dẹp đi. Mai mốt mua SX mà dùng. Không nghe gì. Rồi nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Cảm ơn Vũ Sông Mây nhá. Đang ở Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Video ra hộ cái nhá. Ê,
xô quá phải ra đường ngồi mời Xuân Tóc Đỏ uống cà phê nhá. Cảm tình như thế không biết bài cảm tình như thế. Mọi người chia sẻ cho nhiều người xem cái đi chứ. Vào một thấy EP mình thấy buồn để mình thêm tí sản phẩm mới cho nó sống động. Làm gì có ai gọi xô đâu mà. Đấy, hết thời rồi. Đấy, xin giới thiệu mọi người, đây là cái combo 3 chai nước hoa giá là 97.000, hàng cao cấp nha. Lưu hương từ 6 đến 8 tiếng. À đâu, từ 8 cho đến 12 tiếng. Giá 97k, anh em ấn vào trong giỏ hàng mua dùm mình cái nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy, mọi người xem view ở ngoài này hơi bị tuyệt vời đấy. Tuyệt vời không? Ừ, rất tuyệt vời luôn. Đấy. Rồi. Cái comment bài hát đi rồi hôm nay like ở trên điện thoại thế nên là nhìn bình luận nó cũng ít lắm. Hello sáng chủ nhật rồi, chào tất cả các bạn nha. Bài hát về cây lúa hôm nay nha. Chúng ta cùng vào phòng cưới ngồi để ăn chè uống áo chẳng ăn hướng dương và cắn nước uống hướng dương uống nước chè và cắn nước anh em rồi vào đi để chúng ta còn sắp mâm chứ từ nãy giờ là mới được 168 người đang xem thôi để là mới được có mấy chục mâm thôi mà các cụ đúng không các bạn vào trong ngồi lên mâm như thế nào. Mình đang ở chỗ đối diện trại giam của trại giam của Xuyên Mộc. Rồi, comment bài hát đi mọi người. Nhớ ấn vào trong giỏ hàng mua cho mình ba cái chai nước hoa này nhá. Ba chai nước hoa này là dòng cao cấp hơn cái loại em nọ. Ba chai nước hoa này giá là 97.000. Đó, 97.000, lưu hương từ 8 đến 12 tiếng. Đấy, ấn vào giỏ hàng ủng hộ mình cái comment bài hát nào. Nãy giờ nó trôi bình luận quá rồi, không nhìn thấy gì rồi. Xin bài về quê, ok về quê nhá. À, Điếm Trăng tình yêu à? Rồi, Điếm Trăng tình yêu trước đi.
còn trong giỏ hàng ấy nhá. Còn rất nhiều sản phẩm mình đang để trong đó đó. À, cái đồ lấy giấy tai này, có camera này, kết nối với app này hay lắm này. Bà Rịa Vũng Tàu. Comment bà Hà Nam là phải vào mua nước hoa. Bài đá lạnh thì anh không thuộc. Chia sẻ video đi. À, xin mời quý vị cùng về với quê hương Hà Tĩnh yêu dấu và nhớ ấn vào trong giỏ hàng mua cho mình 3 chai nước hoa Nam này nhớ, giá 97.000 mà hình như đang được giảm giá, sao các bạn cứ ấn vào trong giỏ hàng xem có được giảm giá không nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng về với Hà Tĩnh nhá. Anh trở về thăm em. Nhạc lên đúng không? Sợ nó ồn. Các cụ công các bà đấy đang ngồi nó ồn. Chai nước hoa này, nước hoa nam nhá, ở trong giỏ hàng mình có nước hoa nữ luôn. Nước hoa nữ có 58.000 đâu, hôm qua mình ấn vào hình như còn có hai mấy ngàn đã được giảm giá đấy. Đây này các bạn. Đấy, ba combo ba chai nước hoa nam này giá chỉ có là 97.000 thôi. Và nếu anh em mua thì anh em ủng hộ cho mình ấn vào trong giỏ hàng giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, cảm ơn Kỳ Phong. Sao cũng được, không biết bài đấy là bài gì à. Đó, ấn vào trong giỏ hàng giúp mình cái nhá. Ngoài ra thì đây để ghim cho mọi người. Ok, 10 năm đợi chờ.
còn có cả đàn này, rồi có cả cái loa hát karaoke mini này, rồi đặc biệt là cái sản phẩm mà lấy dây tai này, mình thấy nó rất là hợp lý cho mọi người này. Đấy, đây này, cái lấy dây tai này nó kết nối với cả app và nó rất là nhanh nhá. App để chúng ta có một cái camera ở trong cái đầu lấy dây tai này đó, và giá cũng chỉ có gần 100.000 thôi. Nếu mà không ấn vào mua thì mua ở đâu nữa, đúng không? Quá rẻ luôn, tuyệt vời luôn ạ. Ok nhá, đó anh em cứ ấn vào giỏ hàng mua hàng ủng hộ mình đi để mình chuẩn bị đánh đàn. Thế nào, nụ hôn và nước mắt 10 năm đợi chờ trước đi. Làm gì có bài tìm em câu ví dụ sông làm là sông làm là sông nào? Sông làm chứ. Sông làm là sông nào? Tìm em câu ví dụ sông làm. Chắc là sông này sông nghỉ làm rồi. Ô, gì trời. Bán vé số thật đấy. Đây anh em nhớ nhá, đây nè, đây nè, đó, đây là cái lấy dây tai để cho anh em mình có một cái chất lượng nghe nó tốt nhất có thể để nghe nhạc sống Hà Tây cho nó vui. Mức gần 100.000 nó không ấn vào trong giỏ hàng thì mua ở đâu nữa đấy. Ấn vào trong giỏ hàng mua giùm mình cái nhá, ship toàn quốc. Trời ơi, cái này trong giỏ hàng mà ông cứ vào ông điền địa chỉ là người ta ship thôi, là còn ship ra ngoài Hà Nội không. Giời, giờ nay còn hỏi câu đấy nữa, buồn thế. À, mình đang ở Bà Rịa Vũng Tàu bạn ạ. Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu. À, có cái comment cái bài gì nhỉ, quên mất rồi. Hà Nam nữa, Hà Nam ngoài vậy. Nó tha cho tôi tí nữa, cũng nghe như thế nào không Hà Nam. Rồi, bài Nụ Hôn Của Nước Mắt đi, bài này lâu lắm rồi nè. Địa Vũng Tàu, nó không phải Vũng Tàu. Không cần cảm ơn đâu, ấn vào giỏ hàng mua hàng được rồi. Quê vợ ở đây. Thế thằng tình yêu
cũng đang vừa live cũng vừa bán hàng. Ở trong giỏ hàng thì có cả nước hoa nam này, rồi đồ lấy giấy tai này, có thể là có cái máy cạo râu mini nữa. Anh em ấn vào trong giỏ hàng ấy, có 169.000 thôi. Ở trong giỏ hàng còn có những cái kèn melodica nữa, tại vì ở đây nó chật quá mình không mang ra được. Anh em ấn vào trong giỏ hàng và xem nhá, có những cái sản phẩm mà mình cần thì mình mua ủng hộ cho Trường nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bài Kiếp Ven Sầu à, hồi lâu lắm mà chả nhớ cái bài này nữa này. Gần 300 người đang xem nhá. Các cụ không, các bà vào trong nhà đi để còn chuẩn bị sắp mâm lên ăn cố này. Nhớ là vào là cắn nước hướng dương này, uống nước chè cho tòe mồm nữa nhá. Rồi trở lại với combo 3 chai nước hoa, giá là 97.000. Anh em ấn vào trong giỏ hàng và mua cho mình cái nhá. Vâng, thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, đầu làng có con chim xanh, ăn no tắm mát đậu cành dâu ra. Đường về bên ấy còn xa, đường về bên ấy cho ta một người. Một người 18 đôi mươi, một người vừa đẹp vừa tươi như mình. Chúc sinh, chúc mọc đầu đình, em xin em đứng một mình em mua nước hoa đây. Mua nước hoa đi nhanh em. Các khúc được mang tên Tuyệt Hoa, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trời ơi là trời. Nói chứ anh em ấn vào trong giỏ hàng mua đi. Comment bài hát đi sao nào. Đấy,
cái đầu làng lại có con chim xanh ăn no tắm mát đậu cành râu rạ tiếp tục để đấy. Thưa các ông cụ ông cụ bà cùng bạn bè nam nữ thanh niên này, xin mời các cụ vào trong nhà để chúng ta cùng sắp mâm này lên ăn cỗ đi, xem là cái mâm cỗ là có thiếu đưa giò với cả thằng nào nó thó trộm cái đùi gà không, chứ không để kiểu này chết. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc được mang tên là Đám Cưới Về Trên Đường Quê nhá. Nghìn mới bán. Hồi xưa khi em nói yêu tôi, em chỉ mong sao tôi ta mãi bên nhau đấy. Muốn nước hoa đi, đọc rap kiểu này thua luôn đấy. Đấy, ba chai này, các bạn nhìn thấy ba chai nước hoa nam này. Nó có cái mùi hương rất là tuyệt vời. Giá là 97.000, anh em bấm vào trong giỏ hàng, mình đang ghim đây. Đăng kim đấy, có gì nó đang hiển thị ở dưới màn hình các bạn đấy. Đấy, ấn vào trong giỏ hàng mua 97.000 ba chai nước hoa này. Nước hoa lưu hương từ 8 cho đến 12 tiếng. Cao cấp hơn cái bản mà 6 đến 8 tiếng. Đấy, mà 97.000 là tính ra mình mua cũng chưa đến 30.000 như 30.000 nhỉ, hơn 30.000 một lọ. Quá rẻ. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, theo sự dẫn dắt của kính thưa hội đồng xét xử cái gì đấy, kính thưa quý vị, quý khách cùng quý đồng hồ của ban tổ chức, lúc này là 9 giờ, chiếc xe mang biển số hạnh phúc của cô dâu và chú rể đang từ từ lăn bánh trở về với hội hôn. Vậy xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng trở về đây và đặc biệt là mua cái chai nước hoa này giá chỉ có 97.000 thôi, để cùng xịt cho nó thơm, để chúng ta dựng cái buổi lễ thành hôn của cô dâu chú rể một cách nó trơn tru nhất có thể. Xin mời quý vị cùng trở về đây, khui ra mất zin rồi. Cái này là hàng mẫu thôi, ở trong đấy là sản phẩm nhiều lắm. Rồi, bán nhạc không? Khó chứ. Bấm bài hát nào. Xin mời các cụ công qua vào trong nhà đi nhá, để cho các cháu ra ngoài nó nhảy sách. Thank you.
Thao Thảo nhá. Cảm ơn mọi người đã đặt mua nước hoa. Ấn vào giỏ hàng đi. Vâng, thưa quý vị, ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho đôi trẻ gặp nhau, gặp nhau rồi thì chẳng nói lên câu, mà không lên câu thì mua nước hoa tặng nhau đi. 97.000 tấm bạc, mua đi mua đi. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Gặp nhau giữa rừng mơ nhá. Combo ba chai nước hoa này giá có 97.000 thôi. Còn ông nào vừa nãy bảo 96.000 là không mua được đâu nhá. 97.000 không mua được. Lưu hương từ 8 cho đến 12 tiếng luôn. Đấy, bây giờ là 343 người đang xem rồi. Vậy thì xin mời các cụ công các bà vào trong phòng đi, để chúng ta cùng chuẩn bị xem động phòng em. Chuẩn bị xem cô dâu và chú rể ra mắt lên bản thân thiên hạ nhỉ. Rồi, ngoài vợ ngoài thành nhá. Mua phát xịn phát có người yêu luôn. Bạn nào có người yêu rồi xịn phát hết người yêu luôn. Nhiều những cái sản phẩm, ví dụ như là đây là cái dụng cụ để lấy dây tai này, nó có gần 100.000 thôi mà nó có camera nét cực kỳ, kết nối với cả app điện thoại để chúng ta xem cái tai trong của chúng ta có thằng nào nói xấu không đấy, ở trong tai nhiều lắm. Hoặc là cái dao cạo râu này đây, cái dao cạo râu đó, dao cạo râu mini 169.000 thì phải. Còn đây là cái chai xịt mồm, anh em nào mồm nó hơi bị hôi thì ấn vào trong giỏ hàng mua dùng mình cái nhá.
chai xịt miệng đến từ nhà Nasora, giá chỉ có là 40 mấy ngàn thôi, và có khi còn đang được giảm giá hơn á, tại vì đang trong cái chương trình sale giữa tháng ấy. Anh em ấn vào trong giỏ hàng mua giùm mình cái nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái bài hát tiếp theo nhá. Đấy, các bác cũng phải để cho em quảng cáo thêm bán hàng chứ không vỡ mồm đấy. Rồi, Hà Tây quê lụa, tàu về quê hương, ok. Tàu về quê hương trước đi, Hà Tây nhiều lắm rồi. Lần nào vào cũng phải đánh Hà Tây. Rồi, anh em lên tàu về quê hương đi. Các bác chào bằng tiếng Anh giùm em cái. Thế có cái ông Tây ông vào rồi ông kêu hello lately lên mệt quá này. Do you sing nghĩa là bạn có biết hát không à? Không, không biết hát. Tôi trả lời không biết hát thì không biết nó có nghe không nhỉ. Chào anh Thái Tuấn nhá. Là anh không Thái cái khác anh thì Thái Tuấn là sao? Nó nói gì vậy? Thì có cái hello Tây. I don't know anh Nick. Một vòng Việt Nam à, ok. Lòng đã say, nếu em là chén rượu cay thì anh sẽ mua nước hoa để tặng cho em xịt vào mồm cho nó thơm. Rồi, xin mời quý vị chúng ta cùng về đây và chúng ta chia sẻ video cho nhiều người xem. Khát vọng tuổi trẻ là cái bài gì ta? Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời à? Phải không? Ông bảo ông ở Argentina kìa. Argentina là quê hương của Messi à? Phải không? À, chào Messi nhá. Ông Messi vào đây xem. Messi, chào Messi nhá. Ô, anh em chào Messi đi kìa, ok. Một bài quân đội thì cứ comment đi, thuộc bài nào thì đánh bài đó, cái gì đâu. Học đàn nhanh mà. Rồi đấy, ở trong giỏ hàng còn có cái này nữa. Argentina hay là Argentina? Mình không hiểu lắm. Anh em chào cái ông mà có cái rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với combo ba chai nước hoa nữ đi. Đấy, ở đây có bạn nào nữ không, chúng ta vào trong giỏ hàng
ấn vào trong giỏ hàng mua 3 chai nước hoa nữ giá chỉ có 58.000 thôi. 58.000 rất tuyệt vời. Ủa ông nào chào cái ông Messi hộ hộ tôi cái. Sầu đông, giờ này còn sầu đông thì nóng bồ bồ được. Nối vòng tay lớn, ok nhá. Đánh nhạc saxophone nghe đi em ủng hộ. À, saxophone hả? Không cần em phải ủng hộ, em cứ ấn vào mua được rồi, ủng hộ làm gì. Rồi nói vậy thôi, anh em đợi tí. Ok này sao là nó lại thế này nhỉ? Rồi, các bác đợi tí để mình chỉnh lại cái này đấy. Hôm nay tôi buồn làm sao mà đang vui hôm nay tôi buồn, cái thằng kỳ cục. Rồi hê xà lô tay nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với bài gì đây? Bác đang cùng chúng cháu hành quân hoặc là nối vòng tay lớn đi cho nó khí thế. À, ví dụ như các bạn đã biết là trên mạng bây giờ đang loạn lên thì rất nhiều cái vụ lùm xùm. Nên là chúng ta phải thể hiện tinh thần yêu nước. Đang sống ở cái đất nước thanh bình như thế này, không thích thì thôi, cứ suốt ngày vào chửi bới xùm lên. Không phải bọn cô. Chào Quang Sơn nhá. Đùa được đâu nhá, thạch Nguyễn nhá. Cho ông ăn thạch bây giờ đấy. Ấn vào giỏ hàng muốn nước hoa đi, xịt vào mồm cho nó thơm. Có giới thiệu là có một cái ba cái combo ba chai nước hoa nam nước hoa nữ ấy, giá là 58.000 đấy, anh em có thể mua về để tặng cho những người phụ nữ của chúng ta, đặc biệt là mùa Vu Lan báo hiếu đến rồi, mua về tặng cho mẹ của mình cũng được, rất là hợp lý đấy. Rồi và chúng ta sẽ cùng đến với bài hát nối vòng tay lớn nha anh em, lại lỡ hẹn với dòng làm. Dòng làm là dòng gì? Mình chỉ đánh được bài Debasito thôi, có nghe có hiểu tiếng Việt không? Có hiểu tiếng Việt không? Ông nào nói là cái thằng đàn nó chỉ đánh được cái bài Debasito thôi. Đó. Đừng comment mấy bài nhạc nước ngoài, sao tôi biết được nhạc Argentina của các ông. Rồi.
đánh hay gắn USB đàn chứ ở tôi nhiều ông chơi cứ cái ông này không biết cái gì hết. USB đây này, USB đàn đây, đây để nói thế, anh em mua nước hoa ấn vào trong giỏ hàng nhá. USB đây đúng không? USB đây, USB là để làm gì biết không? Sao nóng thì không nóng, sao bác có nóng gì đâu, có gì nó nóng đâu, đang mát đây, mát đây. Trời đang mát mà, đang ở dưới cái bóng cây đây. USB là để chứa dữ liệu thôi, chứ USB nào nó tự đánh được, mà còn đánh theo yêu cầu của mọi người comment đây này. Bị điên rồi. À, Devasito thì cũng được, đi từ đi à, đúng rồi, đúng bài Devasito đấy, đi từ đây ra đến bến xe Mỹ Đình bao nhiêu. Về Việt Nam Devasito cũng nhạc sống Hà Tây hết. Chất Việt Nam luôn. Mọi người mua nước hoa thì ấn vào trong giỏ hàng của mình nhá. Ông nào dán cái gì vào đầu tôi đấy. Mà like cả ngày tao ngồi nghe được. Sao lại thằng này ý? Ông có biết là lính của tôi học sinh của tôi ở Tân Kỳ rất là nhiều không? Sao lại thằng này ý? Phải nói là bạn này chứ mình. Rồi chào anh em nhá. Ở Bắc chúng ta sẽ cùng đến với mấy bài Việt Nam để cho nó có tinh thần yêu nước đi. Ở đây có mấy ông comment mà tôi đang dở trả lời cái ông quê hương Messi. Nhưng mà nhớ nhá, ấn vào trong giỏ hàng mua nước hoa thì mình nhá, nước hoa nữ có 58.000 ba chai thôi, quá là tuyệt vời luôn. Rồi comment mấy bài về đất nước đi, mình ấn thi. Tôi ở bãi sậy đây, tôi ở bãi sậy đây. Cho nghe tiếng guitar đi, guitar hơi bị hay đấy. Rồi làm bài mấy bài về mấy bài về đất nước đi. Em ở dưới chia sẻ mạnh lên, ai không chia sẻ thì đi về. Chú vào đấy hút thuốc đấy, chú vào đấy hút thuốc làm tí nữa cháu bị sập lại đấy. Ở trong này nó không cho hút thuốc, nó nhìn thấy hình ảnh hút thuốc là nó cấm này. Có 100 không? Chú ơi, đâu rồi? Cháu mua cái này đấy, vé số đó, mọi người mua vé số không? Đây này, gần 400 mông đang ngồi đấy, có mua vé số không? Mua đi đổi đời biết đâu thì vui đấy. Cho em 5 tờ đi. 5 tờ là 10 tỷ à? 10 tỷ. 1 3 4 5 rồi ok đấy. À, đuôi 44 nhá. Ông ơi, ông nào hôm nay đánh 44 nhá. Anh cầm đi anh. Ông Sơn nó mua nhiều quá rồi. Ủa 6 tờ chứ không phải 5 tờ đâu. 6 tờ. 6 tờ.
Nghe tiếng guitar bình tĩnh đi, cái ông này ông nghiện guitar chứ phải trời. Rồi tiếp tục đi, comment mấy bài về nhà nước đi. À comment mấy bài về đất nước đi. Ví dụ như là hành khúc ngày và đêm cũng được này. Cũng đi bán chịu là thế nào hả mấy ông nội ơi, nước hoa nữ 58.000 rẻ như thế còn gì nữa đấy, mà lại chất lượng nha, lưu hương từ 6 đến 8 tiếng luôn mà anh em lại bảo là phải bán chịu, không chịu không, đưa cái ấy ra đây, đưa cái mông ra đây, nó bán chịu không. Rồi quê hương ba miền nhá.
không nhớ. Hát được mỗi bài Giải Phóng Điện Biên nữa. Đấy, bài tại nước ngoài lưu hương từ 6 đến 8 tiếng dành cho nữ. Giá cũng chỉ có bao nhiêu ạ? Giá cũng chỉ có là 58.000 thôi. Bây giờ mình sẽ ghi một cái khác nhá. Anh em chia sẻ video đi cho mình cái. Mình ghi cái nước hoa nam này. Calabo này, giá là 64.900 đồng. Ấn vào trong giỏ hàng mua giùm mình cái nhá. Đây, nam đây. Nước hoa nam đây, 64.900. Nghĩa là 65.000 đi. Ba chai nước hoa lưu hương từ 6 đến 8 tiếng anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với 5 anh em trên chiếc xe tăng nhá. Nhớ là sau bài này là trường sẽ nhận được rất là nhiều người lượt mua như thế này được rồi. Vậy lấy cho em Thiện Thành ơi, ở trong giỏ hàng ở dưới cái góc dưới đây này, cái chỗ tay mình đang chỉ đây này. Đấy, ấn vào đấy. Nó cái giỏ hàng màu vàng ấy mà lại lấy cho mình đi là thế nào trời. Ấn vào đấy rồi đặt hàng thôi mà. Bây giờ nó dễ, nó tiện đến mức độ ngay màn hình mình còn không biết thì buồn quá đi thật chứ. Ba chai nước hoa nam giá chỉ có 65.000 thôi. Anh em comment bài hát tiếp nào. Cảm ơn Phong Trần, cảm ơn Linh ca 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 ca. Gần chục bạn ạ, gần chục Hoàng Vũ ơi. Nửa vầng trăng đánh rồi, bác đang cùng chúng cháu hành quân đánh rồi nhá Phong ơi. Đánh nhiều lắm rồi đấy, cảm ơn Phong Trần rất nhiều. Cô gái mở đường nhá. Cảm ơn Phong Trần. Ấn vào trong giỏ hàng mua dùng mình ba chai nước hoa nam này nhá, giá là 64.900 đấy, lưu hương từ 6 đến 8 tiếng. Cảm ơn Linh, Linh phải tặng nhiều hoa vào nên nó mới vui được. Có bạn Linh bạn tặng hoa cho các bạn ý Linh này, bạn ấy cười này. Được thơm lây. Thôi ấn vào giỏ hàng mua nước hoa đi. Vừa có một bạn comment cái bài mấy cái bài thiếu nhi ấy, mình thấy là rất hợp lý đấy. Tại vì các bạn biết sao, sắp đến rằm tháng 8 rồi. Trung thu ấy. Bây giờ các bạn vận dụng mình ở Tân Uyên Bình Dương nhá, nhưng mà hiện tại thì mình đang ở cái chỗ này là đang ở trại giam Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu. Phải nói rõ như vậy. Mình là đồ cổ không có xài nước hoa. À, kệ bạn, bạn cứ ấn vào giỏ hàng bạn mua là được rồi. Sao tổng liền thì phải có tiền ship là 81.000 chứ sao này.
Các ông rồi free ship nữa làm gì có. Rồi ôi. Thế nên là Trung thu sắp đến rồi. Các bạn vận dụng hết khả năng cái bằng mầm non của bạn. Các bạn comment những cái bài hát mầm non đi. Các bài hát mà liên quan đến Trung thu ấy, với mấy cái bài hát về thiếu nhi ấy, đó. Các bạn vận dụng hết khả năng của mình. Đấy, ngày xưa các bạn học đại học mầm non rồi đúng không? Đấy, bây giờ các bạn comment hết những cái bài đó đi, mình đánh hết cho các bạn xem. Chơi như kiểu DJ ấy là sao? Chơi như kiểu DJ đúng không? Rồi, chơi kiểu DJ nhưng mà chơi theo cái trên cái nền của nhạc thiếu nhi nhá. Né lên ba là cái gì đấy, cái ông nội kia. Né lên ba là cái gì vậy trời? Rồi DJ nhá. Đó, và ấn vào trong giỏ hàng mua cho mình ba cái chai nước hoa nam này để chúng ta tiếp tục sản xuất thiếu nhi. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với DJ Trung thu nhá. Liên khúc Trung thu. Người trai. Bao giờ nghe mình đánh cái gì hả? Đây 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 mới là cái môn mà mình thích, không phải disco đâu. Cái môn thích là cái môn này này. Chào bạn Cường Seven đã quay trở lại. Hy vọng là em comment ít. Và chúng ta sẽ cùng đến liên khúc Trung thu nhá. Các bạn comment bài hát thiếu nhi đi. Sắp đến Trung thu rồi.
cháu lên bàn. Ê, còn cháu lên ông đâu. Mày đi mua nước hoa đi. Con vịt cũng hay đấy. Em làm búp bắc non đấy, cái bài đấy vui ghê. Là hai bàn tay của em đem búa cho mẹ xem. Nhớ nhá, ấn vào trong giỏ hàng mua nước hoa tặng mình nhá. Ấn ủng hộ mình nhá.
đọc cái comment này đã, gì đây, uống cà phê mà đánh nhạc gì đâu không, cái bạn nhạt nhòa 38 đi ra cầu rẽ trái, ra giữa cầu rẽ trái dùng trường cái nhớ là ấn vào trong giỏ hàng mua nước hoa xịt cho thơm rồi mới rẽ trái nha, có 64.900 thôi, ấn vào trong giỏ hàng mua nha. Người ta đang đánh bài em là búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng, nó lại bảo là đánh nhạc gì đâu không, vãi cho nó phát rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với bài Hai Bàn Tay Của Em nhé. Quá thơm luôn, lưu hương thơm lên đến 6 đến 8 tiếng nhá. Rất là tuyệt vời luôn, còn có cái loại cao cấp là 97.000, nó lưu hương từ 8 cho đến 12 tiếng, anh em ấn vào trong giỏ hàng mua dùm mình cái nhá. Nước hoa có nước không? Cái thằng này hỏi câu mẹ bà đấy. Sao này nước hoa có nước không thì vả cho phát giờ. Thì mua về dùng thử mà xem Nguyễn Lanh phét cái gì? Người ta mua bán hàng, người ta bán đàng hoàng, thực tế nó bảo phét vả cho phát giờ. Tự nhiên nhớ cô giáo tiểu học ngang. Từ bớt đi. Các bố lại toàn vớ va vớ vẩn đi. Nhớ nhá, đây là combo 3 chai nước hoa. 3 chai lận đấy chứ không phải là 1 chai đâu. Đây nè. Đấy cho mình bán hàng tí đi. Không xịt nước xịt sao được. Đấy, thằng kia nó bảo mẹ nước hoa có nước không? Như kiểu ăn cơm thì có gạo không ấy. Nước hoa có thơm không? Chắc chắn là thơm rồi. Mình bán hàng mình lại bảo nước hoa không thơm nữa thì nó không thơm đâu. Thế thì dở. Anh có hay nói phét không? Ngày xưa anh có, bây giờ anh cũng có. Đấy. Nhưng mà rõ ràng là cái nước hoa này rất nhiều bạn mua rồi. Mà biểu hiện rõ ràng là anh em ấn vào giỏ hàng thấy là cái lượt mua của nó ấy. Cái lượt mua của nó rất là khủng khiếp. Đấy. Ba chai nước hoa này giá chỉ có 64.000 900 đồng phải, đúng rồi. 900 đồng. Combo ba chai nước hoa. Đấy. 64.000. Ở đâu rồi chứ? Ấn vào giỏ hàng mua đi. Nước hoa xịt có hoa không? Bạn ở Đài Loan thì bạn hỏi thử xem là cái nước nó xịt nó có đài không? 64.000 thì rẻ nhỉ, đúng rồi. À, thực sự ra là cái nước hoa này thì mình nghĩ là bây giờ nó cũng phù hợp với cả mà cái giá thành của mọi người thôi, chứ bây giờ mà mua mấy triệu một chai nước hoa nó cũng không hay ho cho lắm. Đấy. Còn cái nước hoa mà các bạn tự sản xuất ra thì nó lưu hương 360 ngày là đúng rồi đấy. Nước hoa xịt vào bẹn có thơm không? Mẹ, thằng này bắt đầu nó đi đến những cái bộ phận không quan trọng rồi đó. Bắt đầu nó đến cái chỗ mà khu du lịch sinh thái đấy. À, ấn vào trong giỏ hàng mua giùm mình cái nhá. Ba chai nước hoa này giá chỉ có 64.900 thôi. Gọi là 65.000 đi. Anh bạn có bán cái camera đang quay lại. Mày bị điên à? Cái này là điện thoại đấy. Thằng này làm sao ấy, đang bán nước hoa mà nó cứ hỏi camera làm gì, không biết, kỳ cục trời. Khu vui chơi giải trí, ừ đúng rồi. Đấy anh em nhá, nói gì thì nói, livestream thì livestream nhưng vẫn phải bán một tí hàng. Ở trong giỏ hàng thì mình còn có cái, đây để mình ghim cái lấy giấy tai này đi. Cái lấy giấy tai này là cái lấy giấy tai nó có camera. Cái mic thu âm này hả, đây mic thu âm đây. Mẹ, mic thu âm cũng có luôn. Đấy mình đang nói là cái mic này để mình ghim cho các bạn xem. Cái mic này 500 ngàn. Đâu ta? Đây, mic thu âm không dây 450.000. Từ từ bình tĩnh, Nguyễn Tiến để quảng cáo tí đấy. Chúng để người ta bán hàng tí chứ này. Kỳ cục. Đó, cái mic này thì nó có một cái đầu để thu ở đây. Đấy, một cái đầu thu ở đây, còn cái đầu phát ở đây. Cái đầu phát đây. Cái lấy giấy tai thì không đau, tại vì là nó có cái camera. Nó có cái camera để mình nhìn qua cái điện thoại ấy. À, nó rất là hay, cái nó bắt qua điện thoại và nó phát wifi qua. Thì nó giá nó cũng chỉ có hơn 100 ngàn thôi. Hỏi đùa mà ông bán thật tin, có thì phải để vào chứ các bố ở bên Đài Loan thì mua cái kiểu đấy gì. Cứ nói mình quảng cáo để cho những anh em nào trong nước người ta mua chứ các bố ở bên kia thì các bố mua kiểu gì. Chỉ có nhờ người khác người ta mua xong rồi ở nhà dùng luôn thì được. Bán gì tầm này lên nhạc đi. Nó mới tan đổ, ôi giời ơi, chưa sáng ra nó đã vậy rồi, chết. Đây là cái lấy giấy tai đến từ bên chị Na, đấy. Dạ, lấy giấy tai, có camera, đây này các bạn thấy có cái camera nhỏ xíu ở trong này này. Không nhìn thấy gì nhỉ? À đây, 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 đó. Cái camera này á, đang mua nước hoa mà nước hoa chạy đi đâu, từ từ, tí mình ghim lại.
Thì cái này nó có cái camera ở đây và nó có cái đèn flash để chúng ta xem ở qua điện thoại. Đấy, dí vào tay là dí vào đâu cái nhìn trong nhìn sướng lắm, bây giờ hiện đại thật đấy. Nó thật rất là nét, mà nó không nét, nó không những nét mà nó lại còn rất là nhanh nhẹn đấy, kiểu 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 như là mình đưa qua đưa lại là rất là nhanh chứ không có bị chậm đâu nhá. Không bị chậm một tí nào. Mình đã thử rồi, mình thấy cái này rất hay mà có gần 100 nghìn chán không? Rất là rẻ nhỉ. Cái này mình cứ nghĩ nó cũng phải khoảng tiền triệu nhưng mà anh em ấn vào trong giỏ hàng mà xem. Sạc bằng sạc Type C. Rất hay, hay ok đấy. Anh có bán anh không? Cái tiền sự nhà cái thằng cũng cù hùng thì rất là mất năm. Mình đang bán nước hoa mấy cả mấy giấy dãy tai mà sao nó định cứ bán anh không thế nào nhỉ? Thế nó bị điên thì sao ấy? Thôi để ghim lại cái nước hoa này xem nào. Đó. Anh hướng dẫn sử dụng. À cái này ở trong trong cái hộp này nó có cái hướng dẫn sử dụng, mình chỉ cần quét cái mã đây là mình nó rất đơn giản, nó không có gì cả. Quét cái mã đấy, tải cái ứng dụng đi về. Tải cái ứng dụng đi về xong là mình bật cái wifi thì cái bút này, cái bút lấy dây tai này nó sẽ tự tự phát cái wifi mà mình bắt cái wifi đấy là mình xem được thôi, không cần phải đăng ký cái gì cả. Cái ô tô bên đường bên kia là của cái đâu nhỉ? À đây 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 đây. Cái ô tô đấy không biết chịu. Rồi, ba chai nước hoa giá là 64.900 vừa ông nào hỏi đấy. Ấn vào trong giỏ hàng mua giùm mình cái nhá. Ok. Đấy, đám cưới về trên đường quê đánh từ nãy giờ mòn tay mấy cái rồi. Bây giờ chúng ta phải sang cái nhạc khác thôi. Đấy, nhớ nhá, ba chai nước hoa nam lưu hương từ 6 đến 8 tiếng giá chỉ có 64.900. Mình sinh năm 92 các bạn nhá. Tuổi khỉ. Chắc nước hoa hết hạn giờ giờ chưa thấy xịt thử. À, cái tiên sư nhà ông này. Xem nào. Nước hoa này làm gì có hạn đâu mà hết. Nước hoa hơi bị chất đấy. Đây này, xịt vào đây này. Đứng xịt vào mồm nhá. Đó. Thơm lắm. Dùng thử mới xem. Không thiệt má, cứ xịt vào thử tay mà xem. Thơm lắm. Cực kỳ thơm. Anh em mà cứ mua về thằng nào chưa có người yêu là xịt phát là có vợ luôn. Còn ông nào mà có vợ rồi xịt phát là có bồ luôn, nên là tan đàn xẻ nghé ra. Rồi ok. Giờ đánh đám cưới trên máy bay, trên máy bay là sao? Xịt có mùi như nước rửa bát không? Có chứ. Mẹ bà mấy thằng này xong hôm nay nó hỏi cái gì kỳ cục tây. Từ nãy giờ đánh nhạc đỏ quá nhiều rồi Duy Mạnh ạ. À, mình đang quảng cáo một tí. Rồi, bây giờ anh em comment bài hát đi xem nào. Anh đánh bài về quan họ đi em mua cho. Ui giời ơi, lại còn bắt bẻ người ta quan họ. Tôi là người Hải Dương, sát với cả cái tỉnh Quảng Ninh, à, tỉnh Bắc Ninh ấy. Nên đừng có thách quan họ ở đây, tôi không đánh được đâu. Công nhận hít qua điện thoại cũng thấy thơm. Một tiền sư nhà ông này. Ông này kỳ cục cái chơi. Sao này hít qua điện thoại thế nào nhỉ? Anh chưa đến làng quán họ cho tình em mát giao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu làm đời vui sóng nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ ngồi cửa màn vườn đưa câu hát đợi chờ. Một nước hoa đi. Xin mời quý vị cùng đến với quan họ Bắc Cạn nha. Ok, cảm ơn Duy Mạnh. Còn duyên là duyên buôn nụ, nụ bán hoa hết
quan họ mà Bắc Cạn có quan họ. Nước hoa thì có một bạn bán vào bạn hỏi là nước hoa có thơm không? Nước hoa không thơm đâu, nước hoa không có thơm. Nó lưu hương lên đến 6 8 tiếng còn không thơm đâu. Ấn vào trong giỏ hàng mua giùm mình cái ba chai nước hoa này nhá. Giá là bao nhiêu ạ? Giá chỉ có 64.900 thôi. Hát vậy cả phố nghe không làm gì cả phố nghe được. Cái này cái loa nó nhỏ lắm. Mình đeo tai nghe mà các bạn không nhìn thấy mình đeo tai nghe à? Học đàn thì rất dễ, dễ với cái người có năng khiếu thôi. Mới chịu khó nữa. Chứ không dễ với cái bạn lười với cả em đam mê lắm. Nhưng mà dẹp mẹ cái nhưng thì mệt quá. Ba chai 64.900. 64.900 nhá. Rẻ quá trời luôn. Rồi, ấn vào trong giỏ hàng mua dùm mình cái nhá. Lưu hương từ 6 đến 8 tiếng. Còn nếu anh em nào muốn nó lưu hương lâu thì có cái loại mà 97 ngàn ở trong giỏ hàng luôn. Giá là 97 ngàn. Ba chai nước hoa lưu hương từ 8 đến 12 tiếng. Rất là tuyệt vời. Rồi, anh em có comment bài hát gì không? Chuẩn bị đến cuối giờ nghỉ rồi đấy. Nhanh em, tôi đang uống dở ly cà phê chưa xong rồi. Comment bài hát đi mọi người. Đánh mấy bài ra giữa đường ngồi đánh rồi em kêu cả tỉnh vào mua nước hoa. Chắc chắn là em không có năng lực để kêu cả cái tỉnh đấy vào. Thế nên anh không cần ra giữa đường để làm gì cả. Hoa cỏ bên đường thôi. Rồi, ấn vào chợ mua nước hoa đi. Mệt quá, Thiên Lý ơi, dẹp cái thằng rắc năm củ đi. Nước sóng đập mây à, đánh rồi. Hà Tĩnh thì chưa đánh nhưng mà không biết bài nào về Hà Tĩnh. Mình Ngọc, 9 năm rồi đánh chưa ra hồn, tìm thầy toàn từ chối dạy. Chắc là có vấn đề gì đó. Tại bạn. Đám cưới tiếp đi anh. Ok, lại đám cưới tiếp. Nhưng mà đám cưới đánh bài gì nhỉ? Nói chung là học đàn nó cần phải có cái sự chịu khó và tôi luyện rất là lâu. Còn đánh rừng như bọn tôi ấy thì chỉ hơn một năm là chúng ta đánh được rồi. Còn anh em nào mà hôi người thì mua cái nước hoa này về xịt cho nó thơm đi. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với bài Vòng Quanh Xứ Nghệ nhé. Bài này rất là hay này. Nhưng mà mình cứ lâu lâu mình cứ bị quên ấy. Cái bài này của gì Tài Tài ấy. Vâng, thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với khúc ruột miền Trung qua ca khúc được mang tên Vòng Quanh Xứ Nghệ và mua ba chai nước hoa nam này giá chỉ có 64.900 xịt rồi chúng ta đi đâu đi rất là thơm nha. Xin mời quý vị cùng trở về đây để cùng lắng nghe những âm thanh mang âm hưởng về nhạc sống Hà Tây ở căn Lê Vĩ năm xưa và cùng giao lưu cuối tuần với Xuân Trường nhé. Cảm ơn mọi người.
Rồi giá là 64.900, lưu hương từ 6 đến 8 tiếng anh em ạ. Ấn vào đi xịt một phát là có người yêu liền. Thế là cái thằng công nọ nó bảo thế thì mình không biết nhá. Xem chùa sợ thì đi về. Anh và ơi vào Sài Gòn đánh một bữa cho tới đi. À, mình đang ở Bà Rịa Vũng Tàu nhá. Đang ở Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu, trại giam Xuyên Mộc, đúng rồi đấy. À, các bạn nào bạn comment đúng rồi đó. Còn Hữu Cường này comment đúng rồi đấy. À, đang ở trại giam Bà Rịa Vũng Tàu. Ok, đó. Còn mình thì hôm nay mình xuống đây chơi thôi, mai mình lại về. Rồi tình yêu mang theo, lại đánh lại bài tình yêu mang theo, mệt ghê luôn.
khoản nóng quá, nóng quá. Hôm nay ông đi tụt quạt đấy, nãy giờ nóng kinh rồi. Ngồi đây nè, ngồi đây con. Con đánh được đàn không? Không đánh thì tôi bảo đàn đàn ở nhà đâu. Hai bố con tới mua ủng hộ nước hoa không phải đâu. Anh em có mua ủng hộ nước hoa thì trong giỏ hàng đấy. À, cái ông kia nói cho đúng nhá, tàu anh qua núi T U A U. Tàu anh qua núi là cái gì? Tàu là cái gì vậy trời? Viết cho nó đúng chính tả đấy. Giỏ hàng nhá. Đợi chú. Rồi để các bạn đợi tí để cho bé nó đánh bài mẹ ơi có biết đấy. Mẹ ơi con biết con thương mẹ nhiều, con muốn ôm mẹ. Đánh hai lần nhá. À học ở đâu hả anh? À. Muốn ôm mẹ và cười thật to. Rồi ok, đánh đi nhá. Tiếng đây này. Mẹ ơi con biết. Ok. À các bạn đợi tí cho ghim nước hoa lên cho mọi người thấy mình ghim rồi mà. Nước hoa đấy thế. Ghim ở giỏ hàng chứ gì nữa. Các bạn không nhìn thấy à? Có mà. Đây là ghim luôn ba chai nước hoa nữ hôm nay 59.000 rồi này. Đây, đây con. À, cho bé đánh tí đấy. Con đánh piano hay là đánh organ? Nó có phần đệm không? À piano hả? Rồi ok. Từ. À, lấy cái piano đã. Rồi ok, chơi. Cứ muốn ôm mẹ mỗi khi con buồn. Bình tĩnh con. Em cũng dạy đàn, em dạy trên Bình Dương ấy. Như sai hợp âm sao? À, thầy nào học thầy nào thầy chúng ở đây à? À lớp có đông không? 13, lớp có đông không? 13,1 trong phố. À mẹ ơi con biết. Nào bắt đầu từ nốt nào nào bắt đầu từ nốt nào nào bắt đầu từ nốt nào? Nốt đồ hả? Hợp âm pha. Fa la do fa. Ok. Do mi. Đúng rồi. Mẹ
tôi muốn tìm một quý ông giáo dục tốt là sao vậy trời? Sao nó lại... Ô tô anh Trường đậu ở đâu mà nhìn không thấy ta? Đây, ô tô đây. Chó đang ngồi cùng. Muốn nước hoa đi nhá. Bé nó đang ngọc 4 tháng. Đúng rồi, được rồi đó. Tay đẹp đấy, cố gắng luyện đấy nha con. Cái tay này đẹp rồi. Nhưng mà nhớ nhớ đừng có đánh gãy này nhá. Đánh gãy này xấu lắm. Mà cái tay này đẹp đấy, búp măng nhìn rất là đẹp đấy. Hãy cố gắng mai mốt mình đánh được nhiều bài hơn nhá. Ừ, rồi ok, ngồi sang đây. Quý vị cho chàng pháo tay đi mọi người. Cho chàng pháo tay đi. Rồi comment bài hát đi anh em. Xin bài nhạc sông. Nhạc sông là nhạc gì? Có nhạc hồ được không? Kỳ cục vậy. Lại cái khối sai chính tả nữa. Rồi anh em ấn vào trong giỏ hàng mua cho mình cái nước hoa này giá 64.900 nha. Đó. Còn có cái nước hoa nữ đấy, hôm nay là 59.300 chai đấy. Ấn vào trong giỏ hàng nha anh em. Vó ngựa trên đồi cỏ non. Rồi ok. Lại cái bài này. Quay đi quay lại cũng vẫn mấy cái bài này. Mọi người trên đồi có non disco nhá, cho nó máu. Live stream thì hết pin thì về. Ôi, anh kêu nước đây. Em sao có? Ở TikTok con ạ. À TikTok.
Hà Nam nữa. Lại Hà Nam đất mẹ anh hùng. Trời ơi, nó mệt với mấy ông Hà Nam quá. Này, ô có ở trên giỏ hàng đấy, mình đang ghim đó là 3 chai nước hoa nữ giá là 59.000. Anh em bấm vào trong giỏ hàng mua tặng cho những người phụ nữ của mình nhá. Xin cảm ơn mọi người nhá. Rồi, Hà Nam đất mẹ anh hùng nhá. Vào trong cửa hàng ấy. Vâng, mời toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà vào trong nhà đi. Gần 227 người đang xem. Vào mâm đi nhanh, người ta còn sắp mâm đến giờ ăn cỗ rồi. Về Hà Tây nhá. Và nhớ là ấn vào trong giỏ hàng mua nước hoa giùm mình đấy nhá. Mở được lớn ở trong này nó lớn quá nó thành rè. Mà nghe thế thôi nó mất công hơn rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng lắng nghe với chương trình live stream ngày hôm nay hơn 2 tiếng rồi. Nếu anh em nào mua những cái sản phẩm mà Trường đang bán ở trong giỏ hàng thì ấn vào trong giỏ hàng dùm mình cái nhá. Đó, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mà tối nay mà rảnh thì mình like, còn không rảnh thì thôi. Mai like tiếp nhá. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật vui.